Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đề xuất mới của Bộ Công an, tài xế ô tô có thể bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe nếu đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Dự thảo nghị định nhằm hướng dẫn quy định tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Dự thảo này do Bộ Công an xây dựng. Theo đó, mỗi bằng lái sẽ có 12 điểm. Đáng chú ý, so với dự thảo lấy ý kiến hồi tháng 8, tại dự thảo lần thứ 3, Bộ Công an đã đề xuất điều chỉnh tăng mức phạt tiền trừ điểm giấy phép lái xe, bằng lái trong một số trường hợp vi phạm. Cụ thể, với hành vi lái xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, Bộ Công an đề xuất phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Cùng với đó, đề xuất trừ 12 điểm bằng lái. Trước đó, tại dự thảo lấy ý kiến hồi tháng 8 và quy định hiện hành, mức phạt với hành vi này là từ 16 đến 18 triệu đồng, đề xuất trừ 6 điểm bằng lái xe.